Trong top 30 cây vợt nam được nhiều Grand Slam nhất, chỉ còn lại 3 cái tên vẫn còn đang thi đấu và cũng là 3 vị trí đầu bảng. Lâu nay, người ta vẫn cứ nói tới Big Four có thêm Andy Murray, nhưng xem ra đó chỉ là do chuyện thăm anh quá lớn tiếng và có sức ảnh hưởng nên khái niệm đó mới ra đời. Thực tế, Murray còn không có tên trong top 30 kể trên, bởi anh mới chỉ có 3 lần vô địch Grand Slam. Thành tích đó bằng với Stan Wawrinka, nhưng Stan hầu như chẳng được mấy ai cho là tay vợt lớn. Bảng vàng ATP Tour cũng vẫn là Nadal, Djokovic, Federer say chắc. Khi hơn người đứng thứ tư là Andre Agassi ít nhất 11 danh hiệu, Murray đứng thứ năm cũng chỉ mới có 14 lần vô địch ATP, kém Federer ở vị trí thứ ba tới những 14 danh hiệu nữa. Những con số đó nói lên một thực tế, tennis chỉ là Big Three và sự thống trị của tam tấu trên là quá lớn tới mức họ không cho bất kỳ ai vươn lên, dù cho là kẻ không thơ xuất sắc hay những người trẻ dám nổi loạn. Trong 16 năm qua, tính từ khi Federer lần đầu vô địch Wimbledon năm 2003, có 7 người ngoài Big Three giành được Grand Slam và chỉ có 2 trong số đó đã vô địch nhiều hơn một lần. Andy Roddick, US Open 2003, Gaston Gaudio, Roland Garros 2004, Farah Safin, Australian Open 2005, Juan Martin Del Potro, US Open 2009, và Marin Cilic, US Open 2014, giành được duy nhất một Grand Slam. Trong khi Andy Murray đã có 3 lần vô địch, đó là US Open 2012, Wimbledon 2013 và 2016, và Stanislas Wawrinka vô địch Australian Open 2014, Roland Garros 2015 và US Open 2016. 7 cái tên này là những người may mắn có được danh hiệu lớn trong thời đại của Big Three. Đáng kinh ngạc hơn, khi Federer, Nadal và Djokovic đã chiếm 81 trong tổng số 132 suất của 66 trận chung kết Grand Slam gần nhất, đạt tỷ lệ 61,4%. Big Three đã trực tiếp đối đầu 21 trong tổng số 66 trận chung kết Grand Slam gần nhất và chỉ có 5 trận chung kết Grand Slam không có thành viên nào có tầm tấu trên, một sự thống trị quá tuyệt đối và không có đối thủ trong tuyển niên mở. Ngoài ra, họ cũng đều giành được Carey Grand Slam, có tên trong danh sách 5 tay vợt mọi thời đại cùng Agassi và Rod Laver cũng từng ăn đổ cả 4 Grand Slam trong sự nghiệp. Nadal còn hơn vậy khi có được một huy chương vàng Olympic. Big Three đã giành được tổng cộng 14 trong 16 danh hiệu Úc mở rộng kể từ năm 2004, 14 trong 15 chức vô địch Roland Garros kể từ năm 2005, 15 trong 17 danh hiệu Wimbledon kể từ năm 2003 và 11 trong tổng số 15 lần vô địch Mỹ mở rộng kể từ năm 2004. Chưa thời đại nào mà thế giới quần vợt nam bị ba tay vợt áp đảo tới vậy. Nó tạo nên lịch sử, nhưng cũng là rào cản quá lớn dành cho thế hệ trẻ. Những người thuộc lứa 9X cho đến nay vẫn chưa một lần nếm trải cảm giác vô địch Grand Slam. Thậm chí với đà này, chưa biết chừng, 9X sẽ là đứa đầu tiên trong lịch sử không có tay vợt nào vô địch Grand Slam. Federer, Rafa, Nole quá vĩ đại và khoảng trống quyền lực đằng sau họ đang là quá rộng lớn.